Thank you.
nhiều thánh lễ tại đền chùa để tạ ơn Chúa của ông mẹ. Và thánh lễ này là thánh lễ bế mạc tôn trọng rất đông đảo ông bà chị em chúng ta giờ này đây cùng với mẹ Maria dâng lễ. Suốt một tuần lễ vất vả nhọc nhằn, cả ngày hôm nay đại lễ có thể chúng ta phải lo nhiều phần việc, lo việc chung, lo cho tổ chức mà thánh lễ có thể bị sao lãng. Giờ đây chúng ta tập trung hết sức lực, hết trí khôn, hết con người của mình để tạ ơn Chúa và tạ ơn Chị Đức Maria. Udati simun asapra misteria semen rata.
Và tôi đang ẩn núp. Chúa phán bảo ông rằng: Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng ngươi trần truồng? Há chẳng phải tại ngươi đã ăn trái cây mà ta cấm ngươi không được ăn ư? Adam thưa lại: Người phụ nữ Chúa đã cho làm bạn với tôi, chính nàng đã cho tôi trái cây và tôi đã ăn. Và Thiên Chúa phán bảo người phụ nữ rằng: Tại sao ngươi đã làm điều đó? Người phụ nữ thưa: Con rắn đã lừa dối tôi và tôi đã ăn. Thiên Chúa phán bảo con rắn rằng: Bởi vì mi đã làm điều đó, mi sẽ vô phúc ở giữa mọi sinh vật và mọi muôn thú địa cầu. Mi sẽ bò đi bằng bụng và mi sẽ ăn bùn đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa mi và người phụ nữ, giữa miêu duệ mi và miêu duệ người đó. Người miêu duệ đó sẽ đạp nát đầu mi, còn mi thì sẽ rình cắn gót chân người. Và Adam đã gọi tên vợ mình là Eva, vì lẽ bà là mẹ của chúng sinh. Đó là lời Chúa. Lên mừng Chúa một bài ca mừng. Người đã chiến thắng. Nhờ ơn nơi hùng mạnh.
chiến thắng, chiến thắng người đã chiến thắng, người đã chiến thắng, người đã chiến thắng, chiến thắng người đã chiến thắng. Giơ cánh tay hùng vĩ, giơ cánh tay hùng vĩ, giơ cánh tay hùng vĩ, giơ cánh tay hùng vĩ. Đất này từng xem thấy tôi còn yêu đời, yêu người của người thương ba, người đã nhớ lại, người đã nhớ lại, mừng con tây trơn hát lên đi. Lên mừng Chúa một bài ca mới, lên mừng Chúa một bài ca mới. Vì người đã thương yêu, người đã thương yêu, biết bao kỳ công, biết bao kỳ công. Người đã chiến thắng, người đã chiến thắng, người đã chiến thắng, người đã chiến thắng. Oh,
Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cốp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?" Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi, cũng đang mang thai một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." Bấy giờ bà Maria nói với sứ thần: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Chúng ta thì vui mừng, phấn khởi, tổ chức long trọng và xuất sắc nhân lễ cầu nguyện. Điều đó rất tốt lành. Nhưng rồi những người ngoại giáo họ sẽ suy nghĩ như thế nào về Đức Trinh Nữ Maria mà chúng ta hết mực tôn vinh trong ngày hôm nay? Tôi cũng suy nghĩ những người ngoại giáo họ nghĩ ra sao. Có một câu hỏi không phải của chúng ta mà là của từ nàng xưa: tại sao lại phải tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria? Câu hỏi này nó không hoàn toàn giống, nhưng cái tư tưởng thì giống. Như khi xưa chính Lucifer đã thắc mắc điều này khi phải tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria đấng là thúc tại. Hậu quả của sự sai lầm đó, Lucifer cũng đã chịu những hậu quả không mấy tốt lành như chúng ta đã biết. Vậy thì tại sao chúng ta tôn vinh? Một câu trả lời rất dễ dàng trong khi chúng ta học giáo lý: chúng ta tôn vinh mẹ bởi vì chúng ta yêu mến mẹ. Một câu hỏi trả lời cũng hay và cũng đúng, nhưng mà nếu dừng lại ở đó thì chưa hoàn toàn. Chúng ta nâng tâm hồn một tí. Thiên Chúa là cao cả nhất, là tuyệt đối nhất trong mọi sự. Và chúng ta tôn vinh Thiên Chúa là trên hết rồi, ai cũng biết. Và khi cử hành các lễ mẹ Chúa, người ngoại giáo người ta ít thắc mắc hơn là cử hành các lễ về Đức Trinh Nữ Maria. Chúng ta tôn vinh mẹ Maria là chúng ta tôn vinh chính Thiên Chúa và tôn vinh những kỳ công vĩ đại
mà Thiên Chúa đã thực hiện cho phụ tặc. Mà đầu tiên là đối với Đức Trinh Nữ Maria. Đức Maria được ơn vô nhiễm nguyên tổ. Giáo lý chúng ta nói rằng đây là một đặc ân độc nhất vô nhị. Đó đúng rồi. Không ai tranh cãi được đó nữa. Hôm nay tôi nói với bạn chị em rằng theo Thánh Phaolô Tông Đồ, người dân ngoại, Thánh Phaolô Tông Đồ là người ngoại, Ngài đã có một cảm nhận và có một đức tin về Hội Thánh, về Thiên Chúa, về Đức Trinh Nữ Maria. Thì tôi cũng nói lại và cũng giải thích thêm về những điều chúng ta gọi là những thần học của Thánh Phaolô về Đức Maria. Thánh Phaolô đã gợi ý cho nhiều giáo đoàn của Ngài biết rằng nếu chúng ta chỉ biết và chỉ nói là Đức Trinh Nữ Maria vô nhiễm nguyên tội và chúng ta chiêm ngắm vô nhiễm nguyên tội đó theo cái nhìn của loài người thì Đức Maria rất là cao cả rồi. Theo cái nhìn của loài người như thế thì Đức Maria vẫn còn nghèo nàn, vẫn còn là cực khổ. Đó, vô nhiễm nguyên tội là cao cả. Con người ngoại giáo, người thời nay cũng nhìn thì tôi công nhận là vô nhiễm, là không mắc tội của tông truyền điều đấy á, thì còn nói Đức Mẹ vẫn còn cô đơn nữa. Chỉ là vô nhiễm nguyên tội tông thì còn cô đơn nữa. Thì khổ lắm. Nhưng với cái nhìn của Tin Mừng, cái nhìn trọn vẹn của Kinh Thánh thì Đức Maria đã đứng cao cả rồi, nó còn đẹp, đẹp tuyệt vời, đẹp tuyệt mỹ. Vì Đức Maria luôn luôn cái ơn vô nhiễm của mẹ gắn liền với ơn cứu độ thì trở nên đẹp tuyệt vời. Mẹ được ơn vô nhiễm và gắn liền với ơn cứu độ của Chúa Giêsu con mẹ. Mẹ được ơn vô nhiễm nguyên tội và luôn luôn có Chúa. Đó là nên nét đẹp tuyệt vời mà chúng ta thật sự phải ngưỡng mộ và tôn vinh Đức Trinh Nữ. Mà tôn vinh mẹ Maria chúng ta gặt hái được những điều hy vọng. Rồi khi chúng ta nghe nói Đức Maria là đấng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng ngoài, Thánh Phaolô luôn luôn nhạy cảm. Vậy thì Thiên Chúa chỉ ban cho một mình Đức Trinh Nữ Maria được đầy ân sủng hay sao? Chỉ có một mình mẹ đầy ân sủng này, và chúng tôi không được à? Đấy, tư tưởng Thánh Phaolô. Khi Thánh Phaolô nói những điều đó, chúng ta thấy là không phải một mình mẹ được đầy ân sủng, mà tất cả chúng ta đều được sung mãn ân sủng. Đấy là một vấn đề. Mẹ được đầy ân sủng đương nhiên rồi. Nếu bảo Thiên Chúa chỉ ban cho mẹ không, có ban cho chúng ta thì họ, chúng ta cũng được. Nếu bảo Thiên Chúa ở cùng mẹ thì không ở cùng chúng ta, cũng hỏng. Chính Đức Giêsu đã nói Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Đâu có Chúa ở với ai, người đó được đầy ân sủng. Người Chúa ở với anh Maria, mẹ được đầy ân sủng. Chúa ở với chúng ta, chúng ta cũng đầy ân sủng. Những điều mà Thiên Chúa ban cho mẹ chúng ta sẽ được, và cũng có người cũng đã được.
chúng ta cũng sẽ được cái ơn vô nhiễm nhân tội, không giống hẳn như của mẹ bà nhà, nhưng chúng ta cũng sẽ được thanh tẩy mọi tội lỗi. Tất cả chúng ta đã được rồi, và tất cả những ơn khác chúng ta cũng đã được và sẽ được. Đức Maria khi Chúa ban cho mẹ cái ân sủng đó thì mẹ lãnh nhận trọn vẹn. Còn khi Chúa ban cho chúng ta cũng ân sủng đó chúng ta lãnh nhận thì do chúng ta, do chúng ta lãnh nhận còn kém. Cho tâm hồn chúng ta, cho lòng chúng ta lãnh nhận khi Chúa đang ban, khi Chúa không nên vì ai, khi Chúa không thiên vị ai, kể cả Đức Mẹ khi Chúa không thiên vị. Chúng ta là con cái Chúa, mẹ cũng là con cái Chúa, Chúa ban cho chúng ta giống như đã ban cho mẹ. Đức mẹ thì lãnh nhận được tất, còn chúng ta lãnh nhận được một phần, chúng ta thôi. Chúng ta tôn vinh mẹ, sao mà mẹ được trọn vẹn như vậy? Thưa, vì mẹ Maria đã thưa lên tiếng xin vâng, vâng tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Đức Maria được đầy ân sủng, lãnh nhận cách trọn vẹn như vậy vì mẹ Maria hằng nghe, hằng giữ lời Chúa và suy đi ngẫm lại trong lòng. Đó, những cái bí quyết của Đức Maria được Thánh Phaolô nó bộc bạch hết cho chúng ta. Đức Maria sống thế nào, đã làm gì thì Đức Maria ít nói, nhưng qua những việc làm, qua cuộc sống của mẹ Maria nó toát lên để cho những vị thánh đã thấy, các tông đồ đã thấy, Thánh Phaolô tông đồ cũng đã thấy điều đó và đã truyền lại cho chúng ta. Đôi điều mà Thánh Phaolô nhắc nhở cho chúng ta suy gẫm: nếu chỉ vì một người đã phạm tội mà cả và nhân loại này phải chết, thì cũng vì một người chỉ chết để cho hết mọi người được ơn cứu độ. Phaolô nhắc đi nhắc lại điều đó. Nếu chúng ta mừng lễ mẹ vô nhiễm thì dừng lại là mẹ Maria là đấng được ơn vô nhiễm, dừng lại ở đó thì chúng ta vô hình chung chúng ta đã coi cái điều nhẹ làm chính và cái điều trọng làm nhẹ làm phụ. Thiên Chúa là đấng trọng trên hết, và Đức Maria dù sao vẫn là đấng gọi là đấng được nhẹ hơn Thiên Chúa. Chúng ta dừng lại ở Đức Maria vô nhiễm vô tội là chúng ta đã không đi đúng đường, đúng tư tưởng Phaolô khi suy gẫm về mầu nhiệm này. Đó. Cho nên Thánh Phaolô mời gọi chúng ta luôn luôn sống cái lòng quảng đại, lòng bác ái, lòng dấn thân phục vụ thân sinh, để rồi chúng ta luôn luôn thâm nhập vào với một người đã chính chết thay cho muôn người, càng phục vụ, càng hy sinh, càng dấn thân thì chúng ta càng gần gũi, chúng ta càng cộng tác một cách hiệu quả hơn với Đức Giêsu, đấng đã chính chết vì một người đã chính chết để cho muôn người khỏi phải chết. Mẹ Maria của Thiên Tổ, chúng ta hãy sẵn sàng, chúng ta hãy hâm nóng lại tình yêu với Chúa, lòng mến mẹ, là hâm nóng lại cuộc sống của chúng ta, cuộc sống hạnh phúc của chúng ta khi chúng ta cư xử, chúng ta tiếp xúc và với tha nhân tặng, và nhất là với những người ngoài người ta đang thắc mắc về chính Đức Chúa Maria, thì chúng ta có bổn phận chúng ta làm cho thăng hoa cuộc sống đó và họ cũng yêu mến mẹ. Ta đọc thấy nhan nhản đầy những khẩu hiệu, những câu xung quanh nói về mẹ mà người ngoại giáo người ta không hiểu, thì chúng ta có bổn phận làm cho họ hiểu chính đời sống thực tại của chúng mình dựa theo cái ánh sáng của tin mừng soi chiếu cho chúng ta. Kính chúc tất cả quý bà trẻ chúng ta ngày lễ mẹ vô nhiễm sẽ là ngày hồng phúc, sẽ là ngày mà chúng ta sẽ vươn lên cùng Thiên Chúa nhờ hiệp thông trong thánh lễ chúng ta dâng này.
bà mẹ không sao, biên quy chồng thiên chức là mẹ, sẵn sàng đón nhận con cái như hồng ân Chúa ban, và giao dùng chung trở nên những Kitô hữu đinh thường. Triều đại người sẽ vô cùng vô tận, xin cho những ai đang chìm đắm trong các thú vui trần thế nhận ra sự mơ hoa của đời này mà chú tâm lo tìm hạnh phúc nước trời. Kính chào Trinh Nữ đầy ơn phúc, xin cho các bạn trẻ trong giáo xứ chúng ta biết noi gương Đức Maria, can đảm gìn giữ tình yêu trong sáng, để thân xác và tâm hồn họ luôn là nơi Chúa ngự trị. Xin Chúa nhận lời chúng con, nguyện tâm hồn cho xứng đáng là hình thờ của Chúa Thánh Thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Em hãy cầu nguyện để hiến lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chất trời. Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận thiên lễ cứu độ chúng con đang trong ngày tay lời của Đức Trinh Nữ Maria vô nhận với tôi. Chúa đã ban ơn đến những người gọi mọi tỷ cô, xin cũng nghe lời người truyền cầu mà ban cho chúng con thoát khỏi vòng tội lỗi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Do mi do.
khi tự quên một mình chịu khổ hình, người cầu lễ bái ta ơn mẹ ra và trao cho các muôn thế mà tất cả các con hãy nhận lên và ăn, vì này là mình thầy sẽ đi một mình các con. Chúa ở trong và trên luôn chờ.
Chúa đã ban ơn huệ vô song là gìn giữ được Maria khỏi vướng mắc nguyên tội. Xin thứ cho thánh lễ chúng con cử hành chữa lành mọi thương tích nguyên tội còn để lại nơi chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô. Thiên Chúa với lòng nhân từ đã muốn dùng việc Đức Trinh Nữ Maria sinh con và cứu chuộc nhân loại. Xin Ngài đối thương cho anh chị em nên phong phú nhờ phúc lành của Ngài. Xin cho anh chị em mọi nơi mọi lúc cảm nhận được sự bảo trợ của Đức Maria. Nhờ người anh chị em đang lắng đánh nhận đấng ban sự sâu. Hôm nay anh chị em đã lấy lòng sốt sắng quy tụ lại đây, xin cho anh chị em được hưởng phúc lộc là niềm vui thiêng liêng và phần thưởng trên trời. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng.